Nghĩa địa là nơi chôn cất của người chết, nhưng một cặp đôi đã đến đây để tình tứ với nhau. Kết quả là cả hai cũng đều bị đoạt mạng dưới lưỡi dao của người chồng. Cô vợ và nhân tình đã không qua khỏi dưới bàn tay tử thần của anh ta. Tuy hai vợ chồng đã ly hôn, nhưng vì nóng giận anh chồng đã mắc sai lầm không thể khắc phục. Nghĩa địa Sa Bang, với những hàng cây u ám và tiếng gió rì rào thổi qua những bia mộ đã phai mờ, chưa bao giờ là nơi êm đềm. Nhưng vào đêm hôm đó, nơi này trở thành hiện trường của một bi kịch đẫm máu mà không một ai có thể ngờ tới. Mọi thứ bắt đầu từ một cuộc nhậu nhẹt bình thường, nhưng kết thúc lại là sự chia ly vĩnh viễn của hai sinh mạng và một cuộc đời khác phải đối diện với sự trừng phạt của luật pháp. Kha và Diễm từng là một đôi vợ chồng hạnh phúc, đã cùng nhau xây dựng một gia đình với ba đứa con nhỏ. Nhưng như nhiều câu chuyện khác, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh và những rạn nứt nhỏ ban đầu dần trở thành vết thương không thể chữa lành. Mối quan hệ của họ dần trở nên căng thẳng đến mức cả hai quyết định nộp đơn ly hôn, điều mà không ai trong họ từng nghĩ đến vào ngày đầu tiên họ cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân. Trong thời gian này, Diễm gặp và bắt đầu quen biết với anh Nam, một người đàn ông lịch lãm, cũng đang trải qua những thăng trầm trong cuộc sống riêng. Cuộc sống của Diễm như có thêm một luồng gió mới và cô cảm thấy có sự an ủi khi ở bên cạnh Nam, người dường như hiểu cô hơn cả Kha trong những ngày gần đây. Vào ngày 17 tháng 12, Kha, Diễm, Nam và một số người bạn khác cùng nhau tụ họp tại nhà của Hà, một người bạn chung, để nhậu. Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tiếng cười đùa và những câu chuyện không đầu không cuối vang lên trong không gian yên tĩnh của thôn Hoàng Long, xã Kim Long. Mọi thứ dường như vẫn bình thường cho đến khi cả nhóm quyết định tiếp tục buổi nhậu ở nghĩa địa Sa Bang. Nghĩa địa nằm ở tổ 40, một nơi hoang vắng, ít người qua lại và dường như là địa điểm hoàn hảo để tiếp tục cuộc vui mà không sợ bị ai làm phiền. Khi bóng tối dần bao trùm, không khí trong nghĩa địa bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng không ai trong nhóm chú ý đến điều đó. Họ vẫn tiếp tục nâng ly, hát karaoke dưới ánh đèn mờ của chiếc loa di động. Nhưng sự bình yên này chẳng kéo dài được lâu. Đến khoảng 21 giờ, khi mọi người trong nhóm bắt đầu ra về, chỉ còn lại Kha và Nam ở lại, mỗi người với những suy nghĩ riêng. Diễm đã rời đi trước đó, có lẽ về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Tuy nhiên, không lâu sau, Kha rời khỏi nghĩa địa, đi về nhà vợ. Khi quay lại, Kha bất ngờ nhìn thấy Nam vẫn đang ngồi một mình nhậu. Sự nghi ngờ trong lòng Kha bắt đầu nảy sinh khi Nam nhận cuộc gọi từ ai đó. Kha cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như đang quay cuồng và trong tâm trí anh, một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện, Diễm và Nam có thể đang bí mật hẹn hò. Những gì xảy ra tiếp theo giống như một cơn ác mộng không hồi kết. Kha trở về nhà vợ, nơi anh và Diễm từng chung sống, để lấy một con dao tự chế, một vật dụng mà anh luôn coi như biểu tượng của sức mạnh và sự bảo vệ gia đình. Nhưng vào đêm hôm đó, nó đã trở thành công cụ của sự hủy diệt. Kha trở lại nghĩa địa, nơi mà trong bóng tối mịt mùng, anh thấy Diễm và Nam đang ôm nhau, như để chứng thực những nghi ngờ đã dậy vò anh suốt buổi tối. Không còn điều gì có thể giữ Kha lại. Anh lao tới, con dao trên tay anh lóe sáng dưới ánh trăng mờ. Những nhát đâm liên tiếp vào ngực Diễm, người phụ nữ từng là tất cả đối với anh, giờ đây chỉ còn lại là một hình bóng trong cơn giận dữ mù quáng. Máu tuôn ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả mảnh đất nghĩa địa lạnh lẽo. Diễm gục ngã ngay lập tức, không kịp nói một lời cuối. Nam, người đàn ông đã đến với cuộc đời cô như một cơn gió nhẹ, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng càng ngăn. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Kha, trong cơn điên loạn, đã đâm Nam liên tiếp. Những cú đâm mạnh mẽ, quyết liệt như thể anh đang muốn xóa bỏ mọi dấu vết của sự phản bội mà anh cảm thấy đã hủy hoại cuộc đời mình. Cuối cùng, cả Nam và Diễm đều nằm bất động dưới đất, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đêm, nơi mà những vì sao vẫn đang lấp lánh như chưa từng chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như thế. Tiếng gió rít qua những hàng cây, hòa vào tiếng thở hổn hển của Kha, giờ đây đứng giữa nghĩa địa với hai cơ thể lạnh ngắt bên cạnh. Nhưng cơn giận của anh đã tan biến, chỉ còn lại sự hối hận và kinh hoàng. Máu của vợ anh, máu của người đàn ông từng là bạn nhậu, giờ đây đang chảy trên tay anh, khiến anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Kha đứng lặng một lúc, đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào hai thân thể đã không còn sự sống. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng tim anh đập loạn nhịp và tiếng gió thổi qua các bia mộ lạnh lẽo. Anh biết rằng mình không thể làm gì để thay đổi sự thật. Tất cả đã kết thúc và giờ đây chỉ còn lại một con đường duy nhất trước mặt. Không còn gì để mất, Kha lão đảo bước ra khỏi nghĩa địa, để lại phía sau cảnh tượng kinh hoàng. Anh đi thẳng đến đồn công an gần đó, nơi mà anh sẽ thú nhận tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng trong lòng anh biết rằng không có sự thú tội nào có thể xóa bỏ được những gì anh đã làm hay
hay mang lại sự sống cho hai người mà anh từng yêu thương và tin tưởng. Sự im lặng của nghĩa địa Sa Bang vẫn tiếp tục bao trùm, như thể nó đã chấp nhận thêm hai linh hồn mới, hai linh hồn bị cuốn vào bi kịch của sự ghen tuông và tuyệt vọng. Và trong đêm tối đó, chỉ có một điều chắc chắn, không một ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của số phận.